cả nhà nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một món, đó là kem chuối. Chuối là một loại trái cây giàu chất dinh dưỡng và chất xơ. Chuối giúp cho hệ tim mạch được khỏe mạnh, chuối giúp giảm cân và tốt cho hệ tiêu hóa, giúp cho thận khỏe mạnh và có chất chống oxy hóa cao cho phụ nữ da dẻ đẹp, tươi trẻ mịn màng. Nguyên liệu của chúng ta gồm có 1 kg chuối sứ và 600ml nước cốt dừa, 1 hộp sữa chua không đường, 200g mít thái và 150g dừa non dẻo dẻo. Và thường thì ai ăn ngọt thì cho khoảng 100g đường. Mình không có ăn ngọt, mình cho 70g thôi nha. Còn cái này là bột năng. Bột năng thì mình cho khoảng 30g. Còn một ít muối nữa. Muối này thì khoảng 1/4 muỗng cà phê. Còn ngọt thì cả nhà gia giảm theo ý thích của gia đình nha. Ăn ngọt nhiều thì bỏ thêm đường, ví dụ mình nêm á, lúc mà nấu gần xong mình nêm nha. Mình quên nữa, có thêm 150g đậu phộng nha. Cái này mình đã rang rồi đó, mà lát nữa mình chỉ bóc vỏ thôi. Và 100ml sữa đặc có đường, 600ml nước cốt dừa mình vắt ra từ 400g dừa nạo. Phần nguyên liệu mình ghi ở phần mô tả, các bạn có thể vào đó để tham khảo. Bây giờ chúng ta chuẩn bị cùng nhau làm nha. Mít thì chúng ta có thể là cắt sợi cũng được, hoặc là cắt hạt lựu cũng được. Ở đây mình sẽ cắt hạt lựu nha. Cả nhà thích cắt hạt lựu hay cắt dài thì tùy ý nha. Bây giờ chúng ta sẽ cắt đến phần dừa nha. Dừa này thì lựa những cái dừa mà nó dẻo dẻo á, cái mình cắt ra, muốn cắt sợi cũng được hay là cắt hạt lựu cũng được. Cái này mình cắt hạt lựu luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ lột chuối nha. Chuối sứ 1 kg, nhưng mà mình nghĩ rằng khi mình lột vỏ ra thì còn có 8 lạng thôi. Xong rồi mình cắt ra nữa nha. Cắt ra xong mình dầm nó sơ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cắt chuối ra nha. Phần chuối đã xong rồi. Bây giờ phần chuối mình đã cắt xong, tí xíu nữa mình sẽ dầm cho nó hơi nhẹ nhẹ nó nát ra thôi. Còn bây giờ mình sẽ bóc vỏ đậu phộng nha. Cái này mình rang rồi. Đậu phộng thì mình cũng đập dập dập thôi. Bây giờ em đã bỏ đậu phộng vô trong cái bịch này để mình đập cho nó dập dập thôi nha, đừng có đập nát quá. Sơ sơ vậy được rồi nha. Bây giờ mình đã cho 600ml nước cốt dừa vào đây.
Mình quên không có quay, đã cho 70g đường vào nước cốt dừa rồi nha. Bây giờ mình tiếp tục cho 2g muối, tức là khoảng 1/4 muỗng cà phê muối á. Bây giờ mình cho tiếp nha, 100ml sữa đặc, có đường. Và khuấy đều lên. Tiếp theo đó mình sẽ cho luôn bột năng này vào nha. Mình sẽ hòa trong một cái chén nhỏ như vậy nè, nó tan hết mình mới bỏ vào trong này. Tại nước cốt dừa của mình nó hơi lạnh nên nó khó tan. Tan hết rồi mình đổ vào trong nồi nha. Giờ mình bắt lên bếp nha. Thì chúng ta bắt nồi nước cốt dừa lên trên bếp nấu. Lúc này chúng ta cũng có thể nếm xem nước cốt dừa với đường với sữa có vừa miệng chưa nha. Rồi nếu mà ai thích ăn ngọt thì bỏ thêm đường. Nồi nước cốt dừa chuẩn bị sôi lăn tăn và nó cũng bằng chuẩn bị bột năng chín rồi đó, nó sánh sánh lại nè. Mình chỉ đun thêm chừng 1-2 phút nữa là tắt bếp nha. Bột năng nó chín là tắt bếp. Mình đã nêm lại, mình nếm thử á, rất là vừa nha. Nước cốt dừa nè rất là vừa ăn. Mình bỏ thêm chuối nè, rồi còn bỏ thêm cả mít nữa, nó cũng ngọt là vừa lắm rồi. Rất là vừa luôn. Độ sánh cũng rất là vừa luôn nè. Rồi bây giờ mình tắt bếp nha. Chuối mình sau khi đã cắt nên nó nhỏ vậy rồi, mình dầm ra nhẹ nhẹ vậy nha. Dầm ra vậy thì khi mình làm kem á nó sẽ ngon hơn. Dầm ít thôi, không phải dầm nát. Dầm hơi hơi thôi nha. Rồi, giờ mình dầm như là được rồi nha. Bây giờ mình sẽ bỏ chuối vào trong những cái túi zip này nè. Xong rồi mình không cần phải cột cái thùng. Bỏ túi zip xong rồi mình bóp cái đầu túi zip này lại. Thế là xong nha. Đó. Lúc vào phần đầu giới thiệu mình quên mất cái vụ nói cái bịch này. Thì bây giờ nói thì cũng được thôi. Bây giờ nồi nước cốt dừa của mình nha, nó đã nguội được một tí xíu rồi, nó cũng ngọt ấm ấm á, nhưng mà không sao, mình sẽ bỏ sữa chua vào nha. Cho một hộp sữa chua vào đây. Nồi này cực kỳ béo luôn nha, ngon lắm. Bây giờ thì cái nồi này nó nhỏ quá, mình sẽ đổ nước dừa vào trong lại trong cái thau chuối này nha. Nhưng mà trước khi đổ thì mình sẽ trộn mít vào đây. Đó, mít nè. Đó.
rất là ngon nha. Và mình cho dừa luôn nha. Mình cho nhiều mít quá. Đây mình sẽ cho luôn đậu phộng rồi nha. Đó. Rất là tuyệt luôn. Mình nếm thử nha. Quá tuyệt. Rất là vừa ăn nha. Không có ngọt gắt, nó vừa, rất là vừa ăn. Chuối nó cũng ngọt nữa thì bỏ vô là vừa. Bây giờ mình sẽ chút ngược chuối, cái nồi cốt dừa sang nồi chuối nha. Tại vì nồi cốt dừa này nó nhỏ. Quá tuyệt vời. Giờ mình tiến hành trộn đều lên xong rồi mình bỏ vô bịch. Tiếp mà cái bịch này nha. Đó. Mình cứ làm tiếp tục cho tới hết luôn nha. Đó. Mình đậy cái nắp qua cái túi zip lại. Bây giờ sau khi để kem chuối được 6 tiếng, kem chuối đã đặt lại và em sẽ thử cho cả nhà xem nha. Còn ở trong tủ lạnh nữa, nhưng mà em chỉ lấy đại khái như vậy để cho cả nhà xem kem chuối ngon như thế nào nha. Bây giờ em sẽ mở bịch ra nha. Là túi zip á, mình mở ra. Nó còn lạnh hay mở khó một chút thôi, nhưng mà khi mà mình ví dụ nó mở chưa được, mình có thể lấy nước mình rửa một tí xíu ở đây nè, là nó sẽ dễ mở hơn. Và sau đó mình đẩy kem lên thế này. Cả nhà thấy không, có mít nè, đậu phộng nè, dừa nè, rất là ngon nha. Em thử nha, cả nhà nhìn xem kem chuối có ngon không. Đây, rất là tuyệt vời nha. Em ăn thử xem nha. Thơm mùi mít, dẻo dẻo mùi dừa, béo béo mùi nước cốt dừa, rất là dẻo, không có bị dâm đá, rất là thơm ngon luôn. Em chúc cả nhà làm kem chuối thành công nha, làm cho các em nhỏ ăn và gia đình ăn rất là ngon. Em thử nè, rất là ngon luôn á. Thơm dẻo mắt lạnh.
Chúc cả nhà thành công nha. Bye bye.